Xin chào quý bà con, hiện tôi đang có mặt tại Chromebook Đắk Lắk. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2023. Hiện tại thì ở Tây Nguyên đang mưa khá là nhiều với mật độ cao. Đây là thời gian mà cây trồng sẽ được tưới tắm nhiều hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng là thời điểm gây hại mạnh nhất của tuyến trùng và nấm gây bệnh, thối rễ, vàng lá, xì mụn thân. Và để giải quyết vấn đề trên thì công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh muốn gửi đến quý bà con về bộ giải pháp sinh học giúp phòng trừ nấm gây bệnh, bên cạnh đó cung cấp nguồn dinh dưỡng cho cây sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái. Xin mời quý bà con chúng ta cùng theo dõi. Với giải pháp sinh học mà tôi đang muốn giới thiệu với quý bà con bao gồm bộ đôi sản phẩm TKS Nema Chico và sản phẩm TKS đạm cá dưỡng trái 555. Sản phẩm Nema Chico với khả năng vừa khống chế tuyến trùng, vừa phòng chống nấm bệnh tấn công từ bộ rễ dựa vào cơ chế sinh học. Tung mạng lưới nấm săn tuyến trùng giúp bảo vệ bộ rễ khỏi sự xâm nhập của tuyến trùng làm u sưng. Bên cạnh đó là nấm Chico Dema có tác dụng đối kháng nấm gây bệnh, thối rễ, vàng lá, giúp bảo vệ bộ rễ toàn diện. Kết hợp với sản phẩm đạm cá dưỡng trái 555 được sản xuất theo công nghệ cá thủy phân kết hợp với đa trung vi lượng, cung cấp cho cây nguồn dinh dưỡng đầy đủ, giúp lớn trái, xanh gai. Bên cạnh đó, đạm cá dưỡng trái 555 được bổ sung nhiều chủng vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân, kali, giúp cải tạo đất. Và sau đây xin mời bà con chúng ta cùng pha và sử dụng sản phẩm. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý bà con về bộ giải pháp sinh học giúp phòng trị tuyến trùng và nấm gây bệnh. Bên cạnh đó, cung cấp nguồn dinh dưỡng giúp cho cây sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái. Để được tư vấn thêm thì bà con chúng ta vui lòng liên hệ đến số hotline 028-6275-2960 hoặc là bà con chúng ta có thể truy cập vào website thuykimsinh.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!